cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy. Vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin Chúa đừng cho kẻ này và Ngài đã nâng. Hãy đáp giảng rằng nước trời đã
điều trừ ma quỷ. Anh em đã được cho con thì cũng phải cho con như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dài dẹp hay cầm gậy, vì thờ thì đáng được cung nhân. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ, còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, người ta cũng thường nói mình vì mọi người và mọi người vì mình. Thế nhưng là câu nói này xem ra chỉ đúng có một nửa mà thôi. Bởi vì mọi người hãy sống mình vì mọi người thì đúng, nhưng nếu đòi hỏi mọi người phải chia cho ý mình thì chắc chắn là không có lỗi. Vì ý của mình chưa chắc đúng, vì ý mình thường chủ quan, vì ý mình sai mà bắt người khác làm theo thì quả thực là quả bất công. Hơn nữa, đa số vẫn hơn thiểu số. Thánh Ba-na-ba mà chúng ta cùng với giáo hội mừng kỷ hôm nay đã sống mình vì mọi người một cách đặc biệt. Cuộc đời Ngài luôn để cho tín ngưỡng được thực hiện. Đó tín ngưỡng mà chúng ta ghi lại những lời của Giê-xu căn dặn cả tôn đồ trước khi sai cả ông đi rao giảng tín ngưỡng. Trong đó, lời dặn đầu tiên là anh em hãy chịu lòng. Nhưng vẫn được coi là trưởng lão của giáo hội xứ khác. Chính Ngài đã dẫn dắt Phao-lô trở về. Nhưng trong bài học thứ hai sẽ có một tông đồ chúng ta thấy Ngài đã đi đến Tarso để dẫn dắt Phao-lô về với cộng đoàn Antiochia. Rồi chính Ngài đã từng đồng hành với Phao-lô ở trong giai đoạn được giáo dạy tin mừng. Thế nhưng chúng ta thấy Ngài được thiên tổ tận mình. Cuộc đời của Ngài luôn quên cái tôi để cho Chúa được lớn nhất. Rồi khi có những mâu thuẫn xảy ra thì chính Ngài không đòi hỏi người khác theo ý mình, nhưng dường như Ngài luôn nhận nhịn để ý Chúa được thực hiện. Thánh Ba-na-ba đã trở nên một gương rao giảng tin mừng cho cả môn đệ của Chúa hôm nay, và đặc biệt cho cả linh mục, những người được Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt để thực hiện sứ mạng đem tin mừng đến cho mọi người. Trong cơn đại dịch Covid lúc lên đỉnh điểm, chúng ta thấy rằng vai trò chữa lành và đem bình an đến cho mọi người của các linh mục thật là đặc biệt thế nào. Nhưng các linh mục ý đã chọn giải pháp mang ơn lòng của Chúa với tới với đàn chiếc của mình đang lo âu sợ hãi vì đại dịch. Có linh mục mang đường thẳng Chúa đến để chúc lành cho từng gia đình. Có những linh mục đã can đảm để sức dầu cho các bệnh nhân, và sợ gì các linh mục già chết nhiều. Nhưng con tin chúng ta vẫn được biết không phải vì các ngài tham chơi hay là đi ngoài đường, mà bởi vì các ngài tự hành an táng cho các nạn nhân ngay tại nhà tín ngưỡng theo phong tục của người Ý.
Một đến một người Mỹ thì lại chọn giải pháp ngồi dài tội ở trước bãi đầu xe của nhà thờ để mọi người không cần phải xuống xe nhưng vẫn xin tội được và vẫn chịu được khoảng cách an toàn. Rồi có đến một Tây Ban Nha thuê luôn cả chiếc máy bay để kêu mình thánh Chúa chúc lành cho giáo dân của mình. Đặc biệt chúng ta đã từng được chọn theo bước chân của Đức Thánh Cha Francisco, một cụ già đã mua ra khỏi nhà lúc này. Ngài đi bộ đến nhà thờ Đức Bà Thả cách nơi ngài ở hơn một cây số. Ngài đến cầu nguyện trực tiếp thánh giá đã từng cứu dân thành Roma và kiều về đền thờ thánh Pedro để từ đây ngài ban phép lành cho thế giới. Ngài đến một nhà thờ nơi có nhiều quan tài đang để đó chờ mang đi hỏa táng để thiêng lòng và cầu nguyện. Trong cả bài nói chuyện dường như Đức Thánh Cha luôn mở đầu với câu: tôi muốn đến thăm từng gia đình anh chị em để phúc lành của Chúa được đến với anh chị em. Rất may ở Việt Nam chúng ta chưa có xứ đạo nào là ổ dịch cần phải cách ly. Thế nhưng chính phủ đã có cả một văn bản cấm sinh hoạt tôn giáo đông người và thế là cả những người chúng ta cũng đã nỗ lực dùng mọi cách thế để cho giáo dân được đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa trong giai đoạn khó khăn này. Thưa cộng đồng, chức linh mục rất quan trọng và cần thiết cho giáo đồ và cho đời sống giáo dân. Nhưng trong thực tế ngày nay, tên gọi linh mục ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu linh mục ngày càng trở nên cần thiết hơn lúc nào hết. Để có một cái nhìn chính xác hơn về sự cần thiết của linh mục công giáo, chúng ta cần ý thức sự quý trọng và cao cả của thiên chức linh mục. Thánh John Kim Cầu nói rằng các linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã công ban cho cả thiên thần hoặc là tọa lạc thiên thần. Từ trời cao, Thiên Chúa phê chở tất cả những gì các linh mục làm dưới đời. Đúng rồi, linh mục có quyền trên mình máu Thánh Chúa Kitô. Vì thế, linh mục là con người tự trọng cao hơn cả thiên thần. Và thậm chí, có người còn dám nói linh mục còn cao hơn cả Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ chỉ xin Chúa Giêsu có một lần, còn linh mục làm cho Chúa Giêsu hiện diện hữu hình hàng ngày trên bàn thờ trong thánh lễ, hiện diện mãi với việc nhất loại từ đời này qua đời kia cho đến tận thế. Còn thánh Gioan Vianney thì thường hay nói rằng chức linh mục thật là cao trọng. Người ta chỉ hiểu được chức linh mục ở trên thiên đàng, vì nếu không người ta sẽ chết mất. Chết không phải vì sợ hãi nhưng ở vì yêu mến. Thưa cộng đoàn, cùng với việc chọn gọi, Chúa còn sai cả linh mục như cả tông đồ ngày xưa ra đi gieo hỏi hạt giống tin mừng và đem về nhiều mùa gặt mới. Thế nhưng con đường khi hành sự mạng cao cả ấy cũng là trong gai và vất vả. Như cũng đã từng có người anh em tôi sự rằng mình thấy làm linh mục thật là khó. Cái khó ấy đã từng xuất hiện ngay từ những bước đầu của ơn cầu dân hiến rồi cứ lớn dần theo năm tháng và sẽ còn theo linh mục trong suốt cả cuộc đời, nhất là những đòi hỏi của thời đại hôm nay và các nghị của mọi thành phần dân Chúa hôm nay. Một tác giả đã viết một bài cảm tưởng với tựa đề làm linh mục ngày nay một vấn đề nan giải. Nếu cha dạy lúc có 10 phút, cha nói thao thao bất tuyệt. Nếu cha nói về việc chiêm ngắm Thiên Chúa, cha nói về trên bay trên đó. Nếu cha đề cập đến vấn đề xã hội là cha đã kinh tạc.
Nếu cha đi làm việc ở nhà máy, ấy là vì cha không có việc gì làm. Nếu cha ở nhà, cha vì cắt đứt liên lạc của thế giới. Nếu cha làm việc đưa tội và đôn phối cho bất cứ ai, cha đã bán phóng bán tạo các bí tịch. Nếu cha đòi họ hơn, thì cha muốn giáo hội toàn những con người chọn nào. Nếu cha thật là các giáo xứ, thì cha chẳng đi đâu gặp ai cả. Nếu cha đi thăm người ta, cha chẳng bao giờ ở nhà xứ cả. Nếu cha thằng con với thiếu nhi, là đạo của cha là đạo ấu trị. Nếu cha thăm điểm các bệnh nhân, là cha chỉ thời giờ và không đi xa về các vấn đề thờ đạo. Nếu cha sửa sang nhà thờ, cha đang ném tiền qua cửa sổ. Nếu cha không sửa sang nhà thờ, cha bỏ bê tất cả. Nếu cha còn tạo với báo đại diện, là cha để cho người ta sọ mũi mình. Nếu cha không còn tạo với báo đại diện, đang đại diện, là cha tỏ tài. Nếu cha hay mỉm cười, thì ra cha quá dễ dàng. Nếu bị đạo chỉ hay tầm tâm, cha có nhìn thấy người nào đó, cha quá xa cả. Nếu cha còn trẻ, cha thiếu kinh nghiệm. Nếu cha có tuổi, cha nên về hướng đi làm ơn. Thưa cha sợ, cha tuổi cao đã lên. Quả thật, theo Chúa đã có, phục vụ cho Chúa và nhất là trung thành với Chúa còn khó hơn nhiều. Thưa anh chị em, với bài suy nghĩ về ơn gọi và cuộc đời linh mục, giúp cho chúng ta hòa mình vào tâm tình tạ ơn 10 năm, 19 năm, 20 năm linh mục, đặc biệt 10 năm của cha Phó Sứ hôm nay một cách tròn vẹn và sâu lắng hơn. Mục tử thánh thiền đó là cách thức để sống tốt tình tạ ơn xứng đáng nhất. Thế nhưng từ bản thân linh mục không thể làm được điều này. Bởi vậy, xin cộng đoàn hãy cầu nguyện cho các linh mục, hãy nâng đỡ các linh mục, hãy công tác với các linh mục bằng tất cả nhiệt tình hăng say. Thiện chí là để cho tất cả những ước mong của mình không còn là một trở ngại tư tư, nhưng là để hiến thánh một cách sống động và sống thánh trong cuộc đời của mình. Những ước mong đó sẽ thành lời tạ ơn chân tình và thiệt tha nhất dâng lên Chúa trong ngày để tạ ơn. Qua các giao, chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Lạy Chúa, xin nghe lời ban cho con.
xin lấy các tôi với Chúa là Gioan và Giuse và hôm nay tôi đã gọi các con từ thầy về với Chúa. Xin làm cho mẹ là chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ những chị em chúng con đã mang lấy đông người đi con sông ra và mọi người đặc biệt các thần cô đi con và cha mẹ và tất cả thiên thu chúng con đã đi gần con tình thú của Chúa. Xin cho những thầy được vào lương ăn xa tốt nhan Chúa. Chúng con đã xin Chúa lưu sau tất cả chúng con cho chúng con được đồng hồ sơ trong đời đời cùng với Đức Tin Mừng Maria mẹ Thiên Chúa, thăm Yêu Xe và thăm Nam Đức Tin Mừng, thăm các con của và Hoàng Thê các thăm, đa số đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các mẹ chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Nhờ người với người và trong người và nơi chân dưới và những quan đều biết về Chúa là cha toàn năng trong sự thật đến vua Chúa thánh thần đến muôn đời.
Như đây quý đề nhiều hội đồng của tôi đời người chúng cùng gia trang nhân vụ kỳ trường là ông phân bộ thủ phong linh với bà con cho bà xa là quân tâm. Và
Thank you.